bánh xèo đổ xong rồi này, bánh xèo tôm bên này, đổ xèo tôm với lại thịt ba rọi, nhưng mà em chiên giòn không rồi. Rồi mình lấy cái tớp thôi. Gì hết? Number 3. Number 3. No, number 1. Thịt ba rọi chiên, lấy cái tớp thôi người, để cho nó bớt mỡ. Rồi mình lấy cái mỡ đó mình đổ bánh xèo luôn. Rồi đây là nước mắm ngọt của em Lucas. Nè, nước mắm này nước mắm cà với lại ớt tỏi. Em Lucas ăn mắm này không có bị cay nha, đừng có la làng nha con. Ghê lắm cô chú à. Capocho. Thích quá. Posso poter taggere. Pallonesto, io ho avuto per 2 ragazzi. Rồi con ăn cá. Tìm cả. Папа, я вообще-то хотела вот такое. Это без этих, без креветок. Спасибо. Да, не, смысла. Кихонко, креветки. Но бабушка, но что до Гонконг к нам? Лакси, да? Лаксу? Не повезло, без креветок, и она не слиплась. Мне повезло, потому что без креветок, и она не сразу сломана. Слово сказать. Папа, знаешь что? Повезло, нету креветок, и еще не поломано. Как же ты выйдешь? Хомняй ангмон. Хомня не акон ангмон. Бан хом... Бансел. Бансел. Бансел томтет. Бансел томтет. Бансел томтет. Ba rọi thơm, ba rọi chiên cái tốt lắm, ngon. Chiên mà cái xanh to rồi chiên mà để cái lá mùi lớn như vậy này để cuộn, để cuốn cái bánh xèo, nhưng mà ăn như vậy thấy nó cồng kềnh quá. Mẹ con tiếp cái này tao với không có cái này tôm hả nè, không có tôm y y không không Ест. Ест. Повторяет за нами. Он повторяет за нами и ест. Кстати, он уже немножко научился уже тремями. Ой. Шестами. Семь. Gạo ở nhà tự xay, cho nên là bánh đổ bánh xèo quá không còn pha cái gì, nó giòn giòn rụm luôn. Cái ăn tôm hay không này, phải ăn tôm chứ sao ăn bột không mày. Ngon tôm, ngon tôm. Cái phải lấy gì mày kiếm? Tôi lấy cái gì mày? Khi con ăn xong sau đây ăn nước sau đây không nhiều ngon trong không? Dạ khi con ăn cũng trong nhóm ở sau đó cũng không nhiều. Khi ăn vô tưởng ngon mà ăn vô rồi thì thấy không ngon nữa. Không, con ăn nhiều ở sau đó không nhiều. How much sauce and finish fish sauce? Sauce? Say sauce? But you feel good or not? Can it? Ну, я ложу там, соответственно. Тима. Да. Ты хочешь чего? Nhìn gì vào là nhìn phá chứ nhìn gì, nhìn nó phá nè. Bao ngô quăng tôi mất chi mốt cầm nó bao quạt bao lên bao kìa. Nó là có phá bao cái này.
ниточки. Ниточка обрывается. Ниточка обрывалась. Ты! Все, я уже не делаю ничего. Нам так это обыкло. Блинчики с креветками. Блинчики с креветками. С. Блинчики. С креветками. Блинчики с креветками. Креветками. Креветка this one, but with креветками. Thường thường mà đi học mà lỡ mà ngủ chút xíu hả?
kho chút xíu là cô giáo đó ở nhà rồi, muốn gì bây giờ bệnh nó mà. Cho nên là tụi em cho một cách ở nhà thêm một hai tuần nữa. Chứ đi học mà lỡ mấy đứa nhỏ nó bệnh nó là bệnh. Nó leo rồi, không. Thế nhưng không thể khóc không thì người bố vô leo không thể khóc thì mù. Không muốn làm giam sĩ rửa rửa. Lê. Because my first man, people start to work in the office. June. And you start, children will start to put the garden. Because who will sit with this stuff? Тут бомхо. Ты можешь тут бомхо? Мне бекки, ты можешь тут бомхо? My company is very cold. And we don't fast to change quick in the office. Maximum one day in office. If you need, isn't it? Yeah. You can go one time to go to office. I am canine hunted to we come to come. No. Hamdi kadao come. Hôm nay cô chú thông cảm. Ăn mà thằng nhỏ nó quậy quá. Nó về cửa tầm lên. Nên nó lì. Nên nó biết lì của chú ạ. Biết lê nó không biết chơi. Biết lì chứ biết chơi. Biết lì chứ. Biết chơi sao. Cái bữa thì nó cầm cứng nhắc luôn. Còn cái này nó cầm được rồi, nó không muốn cầm nữa. Nó cầm lên nó bỏ xuống rồi. Muốn khi khen được chuyện bây giờ. Давай, con không khen được chuyện. Có khai dù. Dạ, tập bê với cha khô nhà gì. Có khai dù. Có khai dù. Là có khai dù. À, có khai dù là lớp. Em rớt. Có khai dù. Sao? Em rớt mà rớt rớt sẵn. Я тебя люблю. Лукат, ты так Лукат, ну я тебя люблю. Ну, ты украинец. Я тебя кохаю. Ты I love you. Тинг бе. Кунг тунг. Ты думаешь, вот такая, да? Ну, потом кунг. Кунг кунг. Ты тинг бе, ну, từ con với ba là con thương ba, con với mẹ là con thương mẹ, con thương em thì nó là con thương em, đúng không? Nha con. Tại vì tiếng Việt có nói cách khác nhau, không giống như tiếng Tây với lại tiếng Nga. Hôm nay bánh xèo ngon chưa sợ. If Vietnamese and I'm to M. Yeah. I'm to M. Tùy ba ba là con trai. Tại sao tiếng Việt mình đang nói con? Con to M. Bây giờ tôi sẽ cầm cầm sít. Easy.
ngồi đây nha, còn nghe chị Mai diễn văn nghệ. Chị Mai diễn văn nghệ á, dancer. Thank you. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.